Em chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy mài ha đá của Showa. Em sẽ xây một dòng máy cho cả nhà xem về tình trạng của con máy này ha. Con máy này là về là nguyên bản chưa áo luôn nha. Đó, chỉ vệ sinh sơ sơ. Đó. Tình trạng nước sơn còn rất là đẹp. Được rồi, thì con máy mài ha đá Showa này á, về á, vệ sinh thì nó bị hơi mờ cái này. Nhưng mà nếu mà mình xéo về cái ánh phản quang á, thì ánh sáng á, thì mình vẫn nhìn thấy rõ ha. Thì đây là một con máy mài ha đá của Showa Electric Grinder. Thì con này nó có model là T-255GBT T. Có đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên dinh là 3 pha 200V, có công suất là 750W, có vòng tua là 3000 trên 3600 vòng một phút. Máy sử dụng cỡ đá là 255 nhân cho 25 nhân cho 19 đó là bản 25 ha, mỗi tầm 19. Và ổng cân nặng của một con máy mài ha đá Showa này là 44,4 kg. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước tổng thể của máy cho cả nhà. Chiều dài của máy tổng thể là 53 cm. Chiều rộng là 33. Cao thì mình tính ở phần cặp e này ha. Chiều cao cũng là 33 ha, tầm 33. Rồi thì đá bên này có xài hơi nhiều một chút xíu nên độ hở nó cũng hơi nhiều ha. Còn bên đây cũng xài lướt thôi đó, độ hở rất ít. Rồi bây giờ em đã đấu điện sẵn cho cả nhà rồi để không mất thời gian của cả nhà, thì em sẽ ấy điện lên và cho cả nhà thử ha. Máy chạy cực kỳ êm nha cả nhà. Và cả nhà coi độ rung lắc của kim đồng hồ bằng không. Và em để gần máy cho cả nhà xem là yến động cơ máy hoạt động ha. Rất êm. Vì những cả nhà để ý ha, đối với những dòng máy mà sử dụng đá 255mm đỡ hơn thì thường nó công suất thấp nhất của nó là một ngựa là 750W. Và một ngựa 750W này á, thường 90% là tua chậm. Đây là con máy tua nhanh nha cả nhà, tua nhanh ha. Bao cả nhà mài đè các kiểu luôn ha. Thì sau khi giới thiệu test máy và em cũng xin đọc lại thông số một lần nữa rồi em báo giá trực tiếp cho cả nhà luôn. Thì đây là một con máy mài ha đá của Showa có model là T-255GBT-T. Có đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng dòng điện nguyên dinh là 3 pha 200V, có công suất là 750W, có vòng tua là 3000 trên 3600 vòng một phút. Máy sử dụng cỡ đá là 255 nhân cho 25 nhân cho 19 mm. Tổng cân nặng của máy là 44,4 kg. Thì em bán cho cả nhà một con máy tua nhanh như thế này với cái giá là 4.800.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Ai có sử dụng đến con máy mài ha đá này thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video.